Dạ hello, xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại với kênh Đỉnh Cao Sales của em. Em là Huyền, là nhân viên kinh doanh tại công ty Isika Group, công ty chuyên kinh doanh trao đổi mua bán những dòng xe đã qua sử dụng. Thì tại bên công ty em đang về rất nhiều xe và để phục vụ cho nhu cầu đi lại của các anh chị cũng như là nhu cầu kinh doanh vào dịp giữa năm như thế này. Dạ hồi đầu năm thì rất là hiếm xe, nhưng bây giờ thì xe đã về đây showroom của em rồi. Dạ thì các anh chị nào đang tìm xe thì có thể alo cho em ha. Thì hôm nay em sẽ quay cho các anh chị một chiếc xe bán tải. Dạ đây, chiếc xe bán tải Nissan Navara, xe màu xanh. Dạ bữa giờ có nhiều anh chị đang tìm hỏi em á là khi nào về Nissan Navara. Thường là những chiếc xe dưới 5 chỗ thì thường có Mitsubishi Triton nè, Nissan Navara nè, hoặc là Mazda BT50 thì thường những cái xe đó, dòng xe đó thì mấy cái đời mà thấp toàn dưới 29 á thì thường là dưới 500 triệu. Thì các anh chị nào đang tìm cái dòng xe này thì có thể liên hệ với em. Dạ thì đây là chiếc Nissan Navara phiên bản số sàn một cầu nha các anh chị nha. Xe thì biển số ở Đồng Nai, nhưng thí dụ chuyển dùng về tất cả các tỉnh hoặc là về Sài Gòn thì cái biển số xe nó cũng rất là rẻ, chứ không phải 20 triệu như xe du lịch nha các anh chị nha. Và xe này chắc chắn là sẽ có niên hạn. Dạ, đây là đời xe 2017. Dạ và odo xe mới chạy được có 56.000 thôi. Bốn bánh vẫn còn zin theo xe. Dạ đây, em sẽ quay cho các anh chị xem. Đây là cái phần lớp xe. Em quay cho các anh chị xem ha. Dạ đây, 2017 nha các anh chị nha. Chắc chắn là những cái chiếc xe bán tải là những chiếc xe thường là những xe đi làm việc, dạ đi cày, cho nên là chắc chắn là nó phải đi nhiều. Nhưng mà cũng có những chiếc xe, có em có bán những chiếc xe là hầu như là xe khách không chạy luôn. Dạ. Xe đã được trang bị là camera lùi rồi ha, tích hợp với lại camera hành trình. Dạ. Đây là phiên bản E nha các anh chị nha, số sàn một cầu. Xe này hiện trạng là vẫn chưa gắn nắp thùng. Dạ đây, thì các anh chị nào muốn gắn nắp thùng thì mình cũng có thể lắp luôn ha, thì mình có thể đi đăng kiểm lại. Đây là cái phần gầm xe, em sẽ quay cho các anh chị xem. Bánh xe cua thì cũng đã hạ. Đây là phần gầm xe. Có nhiều anh chị nói tại sao không thấy em quay cái phần gầm xe, thì về sau những cái clip sau này em sẽ quay những cái phần gầm xe để cho các anh chị xem cho nó dễ hơn. Dạ tại vì có những anh chị ở xa, ở tỉnh xa, mình coi thì trước khi mình xuống ha. Thì xe thì đã được trang bị là ghế da và lót bọc trần, lót sàn, chứ theo quy thủy của xe thì sẽ là ghế nỉ nha các anh chị nha. Dạ đây, phía sau có cửa gió luôn. Này anh bọc bên phía bên hông này luôn. Này ha, odo xe. Dạ, odo xe là 56.000 ha. Thì đây xe thì nó không có được trang bị là camera lùi. Thì đây khách có gắn camera hành trình tích hợp camera lùi luôn ha. Dạ, còn đây là cái đầu zin của xe. Đầu zin của xe. Ghế thì cũng bọc da rồi nên các anh chị đi mua về mình cũng đỡ ha. Xe số sàn một cầu. Xe là còn rất là ok ha. Cam kết là bên em là xe không đâm đụng ngập nước nha các anh chị nha. Xe không đâm đụng ngập nước. Dạ bao chất hãng các kiểu luôn. Giá xe đầy tầm khoảng 465 triệu quay đầu. Giá còn có thể thương lượng nên các anh chị cứ yên tâm, đừng ngần ngại bóc máy lên alo cho em ha. Dạ, thí dụ mà các anh chị lên gặp trực tiếp em chắc chắn là sẽ có giá tốt. Dạ.
các anh chị cứ bấm Huyền Ishika là sẽ ra. Dạ. Rồi nếu anh chị có theo dõi những cái trang như Facebook của em nè, hoặc là những trang chợ tốt bún bánh thì em thường ở trên đó rất là nhiều, em đăng xe rất là nhiều, và khách hàng của em là các tỉnh thành rất là nhiều, lưu từ Hà Nội, Thái Bình này nọ. Dạ. Có nhiều khách lắm. Dạ. Khách nói chung cũng tin tưởng bên công ty em, cũng như là cảm ơn các anh chị là cũng tin tưởng công ty em cũng như là bản thân em để bán được những cái xe đẹp như thế này. Thật sự cho các anh chị em rất là hãnh diện, thật sự là như vậy, tụi em đặt chất lượng lên hàng đầu. Dạ, nên các anh chị cứ yên tâm ha, khi mà mua xe bên công ty em. Dạ rồi, thì các anh chị nào đang quan tâm về cái dòng Nissan Navara này thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0902 600 126 nha. Đây là chiếc Nissan Navara số sàn một cầu đời 2017 nha các anh chị nha. Odo xe chạy được 56.000 và với cái giá là tầm khoảng 465 triệu quay đầu. Dạ, cảm ơn các anh chị đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Các anh chị nhớ bấm like và đăng ký kênh của em nha. Cảm ơn các anh chị ạ.